kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng ở đây là trên cái con đường mang tên nhà bác học tài ba Lê Quý Đôn. Bên cạnh đây là chỗ trung tâm ngày xưa gọi là trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh này, số 30 đường Lê Quý Đôn. Đấy, thẳng đến kia là cái ngã năm luôn. Ngã năm là đường giao giữa đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Lai, vân vân. Lê Lai, Lê Lợi, Lê Lai rồi Bà Triệu. Đó. Thì về phía này là đi về bãi trước này, cách bãi trước này chỉ khoảng 300m thôi, rất là gần. Từ đây đi bộ ra bãi trước cực kỳ gần quý vị nhé. Giao cái đèn sinh nhật đỏ đây chính là đường Lý Thường Kiệt quý vị ạ. À, ngay cái chỗ văn phòng đăng ký đất đai rồi chỗ một cửa của thành phố đấy. Thì rồi chúng ta soi quy hoạch các thứ thì ở ngay đây. Đấy, trung tâm quản lý quy hoạch đô thị. Đó, thẳng đây là bãi trước. Quý vị ở đây cũng có thể nhìn thấy chỗ là trắng này chính là biển đấy quý vị nhá. Đó. Này tôi có thể zoom lên chút nữa để quý vị thấy. Đó. Đấy, cái bãi biển ở phía trước trắng đây này. Đó. Thì giới thiệu quý vị một cái căn nhà nằm trên mặt tiền đường Lê Quý Đôn đây. Đấy, có số nhà là 28 Lê Quý Đôn. Đấy, xây thì một trệt hai lầu. Đấy. Đó, một trệt hai lầu. Là có diện tích là 4,5m, sâu 99m2. Thì giá đang chào bán là 12 tỷ. Thì cái căn nhà này á là có hướng tây bắc, hợp với những người mệnh tây tứ trạch. Thì nhà thì mới sơn phết lại. Đây là tầng trệt này quý vị này. Và bây giờ chúng ta cùng đi tham quan một vòng căn nhà này như thế nào. Thì căn nhà này được thiết kế để làm dạng để làm chỗ địa điểm kinh doanh. Đấy. Đây là một cái phòng vệ sinh này. Tôi mới sửa sang lại. Ốp đá các thứ rất sạch sẽ. Đó. Làm dưới là mặt bằng để kinh doanh quý vị nhé. Rất là rộng. Đó. Bên sau này thì ngay dưới đây là có một cái phòng ngủ. Đó, một phòng ngủ nhỏ thôi. Đấy, có một nhà vệ sinh đây nữa. Đấy, bằng đi hai nhà vệ sinh quý vị nhá. Hai nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Đây là bếp đây. Bếp. Và cầu thang thì đặt ở dưới chỗ nhà bếp này. Và đặc biệt nữa là đằng sau đây là có một cái giếng trời. Đấy, giếng trời. Đấy, rất là rộng đó, giếng trời rất là rộng, thoáng. Mình có thể phơi đồ hay là chế biến đồ, ăn thức uống các thứ ở ngoài này. Dưới này rất là hay đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng lên trên lầu 1 nhé. Đây, trên lầu 1. Này, cầu thang gỗ. Đây, một phòng ngủ ở phía dưới. Một phòng ngủ phía dưới. Nhà này chính xác là một trệt một lầu thôi quý vị ạ. Một phòng ngủ phía dưới này. À, đây là phòng ngủ thứ hai này. Đó. Đây nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh chung cho hai phòng ngủ này. À, đây một cái phòng ngủ rộng. Phòng ngủ này thì rộng thênh thang này. Hai lầu chứ. Đấy, cầu thang mình lại để ở hướng này nữa. Đây một nhà vệ sinh ở đây nữa. Đó. Vậy trên cái lầu 1 này là có hai nhà vệ sinh, ba phòng ngủ quý vị nhá. Bằng đi là đã 4 phòng ngủ rồi. Giờ mình đi lên tiếp coi. Ở chỗ này thì mình chỉ làm cái phần này, không đằng sau mình không có lầu. Còn đằng trước này mình có một phòng ngủ. Bằng đi là 5 phòng ngủ quý vị nhé. 5 phòng ngủ. Đây, nhà vệ sinh nữa đây. Đó. Và giá đang chào bán là 12 tỷ đấy quý vị nhé. Cho căn nhà hướng Tây Đức Trạch.
Đấy, ngay gần biển bãi trước, rất là gần. Phòng ngủ rất rộng rãi và thiết kế dạng mặt bằng để kinh doanh. Đấy, diện tích 99 m², trệt một lầu rưỡi đi, phải trệt lầu rưỡi. Tôi phải mở cửa cho con chim nó bay ra. Thân con chim. Đâu rồi? Đó. Thì sơ bộ cho quý vị biết căn nhà như vậy. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Rồi. Có một quả trứng ở đây. Sao chim nó để trứng to dữ vậy hả? Rồi quý vị này. Lọc rồi. Nhưng mà nó lại bay xuống bên dưới rồi. Đó, thì sơ bộ quý vị biết căn nhà như vậy nhé. Quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây là núi. Đây. Núi lớn đấy quý vị nhé. Hồ Mây Park nó trên kia. Đó.